Kính thưa quý vị, những hình ảnh trên màn hình mà chúng ta đang được nhìn thấy là cảnh tượng đau xót của hơn 4.300 hộ dân ở vùng rốn lũ huyện Quảng Điền của tỉnh Thừa Thiên Huế khi bị ngập sâu như thế này. Những cơn mưa của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với việc điều tiết nước tại các hồ thủy lợi, thủy điện khiến cho mực nước trên các sông tại tỉnh này dâng cao. Riêng sông Bồ trên mức báo động 3, 0,22 m. Đây là đợt lũ thứ tư trong vòng hơn một tháng qua tại Quảng Điền và nói làm sao hết những mất mát thiệt hại khó khăn của người dân nơi đây. Toàn huyện Quảng Điền hiện có hơn 4.300 ngôi nhà bị ngập, nhiều nơi bị chia cắt như xã Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, thị trấn Sịa, Quảng Phú. Riêng Quảng Phước là một trong những xã bị ngập sâu của huyện Quảng Điền. Phương tiện duy nhất để vào được là những chiếc ghe máy nhỏ. Tuy nhiên, nước lũ lớn từ thượng nguồn đổ về khiến cho nhiều hộ dân bị thất nghiệp, trễ mùa vụ nuôi trồng thủy sản, nhiều diện tích rau màu cũng mất trắng. Mưa lũ kéo dài đã khiến cuộc sống của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn. Năm nay hồ tối mà lụt hết mất tặng tay luôn, không còn gì hết chứ là lụt. Không còn chi hết luôn, không còn chi buồn được vài chục mấy tiếng nữa. Dạ. Hôm chứ ra giờ gạo cho nghiệp cho bữa chứ bán mì tôm. Dạ. Nghiệp mặt đôi giờ hồ cho bữa chứ bán rồi đấy. Bây giờ trước mắt là về kinh tế được, không đi làm ăn được nữa, thời gian dài, con em học không được, thiệt hại nhiều, nhà cửa, có người lực tôm lực ngói, gió mạnh nữa, cứ nhà cửa nhiều nữa. Hơn một tháng qua, người dân ở xã Quảng Phước đã chịu nhiều thiệt hại khi nước lũ ngập dài ngày, thì đây lại chật vật ứng phó với đợt lũ mới. Theo thống kê, hơn 700 hộ dân bị ngập sâu, hầu hết các tuyến đường giao thông đều chìm trong nước lũ. Với cái thời gian dài như vậy thì ảnh hưởng rất nhiều tới cái cuộc sống của bà con. Thì về cái hệ thống nuôi cá lồng, rồi hệ thống rau màu của bà con là mất sạch. Cái thứ hai đó là cũng ảnh hưởng tới cái việc học hành của học sinh. Thì có trường đã là hơn một tháng cũng không thể đi học.